đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à, à, à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu, sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Mình biết rồi, mình biết rồi. Dạ, có cậu Tám tại vì cậu không kỳ rồi, không ông của chung rể đó. Em buộc lòng để xin phép chú hôn và thầy gái cho nhà trai chính lễ. Đúng rồi, cái này được cái kính thưa quý tộc họ nhà gái và chú hôn họ nhà gái, hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng chạp năm Quý Mão là ngày cưới của hai cháu. Họ nhà trai có đem xin lễ đến kính trình quý tộc. Xin lễ họ nhà trai gồm quả rượu, quả trà, quả bánh, quả trái cây và quả bánh kem và mâm đầu để cúng gia tiên họ nhà gái. Và tiếp theo là phần nữ trang, sau cùng là để xin phép trình lễ rước dâu. Và để tiếp theo là cái phần nữ trang cho cô dâu và với cái số tiền sử dụng hai cái hai dòng.
Để đây đây giúp lại quả không? Hay sao? Giờ để dành cho với nữ trang của hội nhà trai đem đến cho cô dâu khó khó tầm đặt cửa này luôn đặt cửa là một chiếc kèn với hai chiếc vòng và cặp nhẫn và tiếp theo là cái số tiền thông dụng trong buổi lễ là 20 triệu để xin kính tình với tập đó rồi để giờ dạ đúng rồi tụi nó xé để tụi nó xé dạ đứng vậy đúng rồi đó tại vì cái lúc buồn đi ra bốn sáu tám tình yêu em như ly trà sữa trân châu huyết trân châu nhưng siêu to tình yêu của em do toàn những em biết mình anh nhút nhát nhưng cũng biết nói yêu vậy nên yêu em nhé anh. Here we go.
từ nè, từ từ. Dung ơi, coi sao ông bà cái cho hai đứa nhỏ nó xá cái mình làm lễ chi vậy? Chế lại như vậy lại chi vậy? Cô bác, anh chị em, hai họ, hôm nay là ngày cưới của hai cháu. Giờ là xin kính mời ông bà cô bác chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Rồi con rót rượu con mời. Con rót rượu mời bên đây, con kêu mời bên kia. Con mời bên vợ. Con mời bên đây. Ai lớn nhất con mời cha mẹ trước cũng được. Rồi con rót rượu bên đây rồi hai đứa đó là con hướng dẫn cô Tám ngồi cô Tám. Rồi đây em xui đó. Rồi. Sơ lưng mất tiêu rồi. Dạ mất rồi. Gần uống với anh ba rồi chứ. Hả? Đưa cho con vô tao. Rồi con rót bên đây là con mời ông Tám cha chứ mới mời uống. Đó là vậy đó. Mời hai mẹ đi. Mời hai mẹ đi. Mời cô bác bên đây. Đó vậy đó. Rồi cha thì làm trước đi. Đó, cho con cái gì đó đúng rồi. Cộng 8 nha, cộng 8 tài nhân tư nữa. Cộng 8 nhân tư nữa. Rồi vô cái cho mày làm thủ tục hả? Thì đi cho nó ấy đi. Nó mời đi nó. Rồi cái tặng nó. Ông Tám con. Rồi. Ông Tám, em của bà ngoại. Em của bà ngoại. Bà ngoại chồng con hả? Em ông Tư. Ông Tư với ông Tám ngồi phải vô luôn. Có một vài bên con. Để bên vợ luôn. Để vợ luôn đi luôn. Thì để đi. Hai đứa nó mời bệnh đại diện đi. Rồi, mời đại diện thôi chứ. Kêu chuyện vợ con mời cô ba. Chuyện mời bà ta. Hôm nay là xin phép cho hai đứa nó qua đó. Nó mời ông bà cô bác hai bên. Mừng để mừng cho nó cái ngày cưới của tụi nó. Rồi con mời. Mời tư nó lại. Để uống con uống rồi đại diện thôi gì đó. Chị ba. Thôi đồ đi. Giờ chúc mừng cá nhân đó là chúc mừng cho gia đình nó thôi. Để sen nó bừng ra rồi tới ông Tám ông đó. Ông cho thương thảo. Rồi. Bảy của bảy quy lý bảy con dòng sức
trời ơi, giờ mà còn như bà mới chết. Bây giờ chết quá trời rồi. Cầm đi con, cầm đi, dịnh đi, dịnh vô đi, cầm đi con, rồi dịnh chụp hình con, dịnh chụp hình, dịnh chụp hình. Tại, cái này đâu? Nó mất giữ thông tin. Anh cầm không? Nè, nó bây giờ ốp, nó nằm chết chết. Đi tập em cũng vậy. Rồi, mình giữ em nhìn mấy ảnh ạ. Ok rồi bố. Đi ngược vậy? Thôi, vô luôn. Đi, đi, đi. Lượt vô đi. Cái câu 30 này dẫn, hấp dẫn. Hấp dẫn. Giống. Làm cho mấy chị. Đúng, à, lớn nhất từ dưới lên lên. Đây là cái ốc tặng món quà nho nhỏ để hai con được chăm năm hạnh phúc ha. Ok. Quá tốt rồi. Em bị gửi quà thay em ha. Rồi chúc trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn. Cho anh nhiều cái nhỉ. Công tác này mở bản nhìn là đúng rồi. Tại nãy nó rút ra nó cho tôm hoạt động á. Sợ mình nói từ chết ta. Ba má chồng. Dạ cái này được. Ủa? Chị làm đồng. Không có đi được. Cái gì? Chụp anh, chụp anh, chụp anh. Bay đâu? Bay đâu? Bay đâu? Bay đâu vậy? Ít giá không vừa sao? Ủa? Tại đi nha. Ừ vậy đó. Sao vậy mới chết luôn hả? Không mang vô dính đường rồi. Cái này đọc quá rồi. Nát là khiến anh thay đổi bao điều. Là từ khi đó anh cảm thấy nhớ tên em. Cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp em. Là từ khi đó anh cảm thấy thương em. Mua một lần nắm tay bên em bất kể ngày đêm. Em yêu à mây hay là mình yêu nhau đã đi mà em ơi. Nắm tay dù chỉ một say đủ làm say anh cả đời. Con tim này đã hao gầy vì bao ngày mong chờ tim em. Tim yêu này vẫn còn thương này vẫn còn vương vào đôi mắt hiền. Oh 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 oh. Nắm tay dù chỉ một say đủ làm say anh cả đời. Oh không hề sai, hạnh phúc không cần cầu kỳ, chỉ mong là có em kề vai. Trứng rán thì luôn cần mở, còn bắp thì vẫn cần bơ. Trái tim anh cũng cần thở, nhưng cần nhất là cần em cơ. Anh không sợ con corona, anh chỉ sợ mình cô đơn quá. Đôi môi em ngọt như sô cô la, anh chỉ mới nhìn đấm hôn lên má. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, em xinh đẹp càng nóng càng say. Nhanh chân lại gần bên em nói nhỏ em ơi cho anh nắm bàn tay. Là từ khi đó anh cảm thấy nhớ tên em, cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới được gặp em. Là từ khi đó anh cảm thấy thương em. Mua một lần nắm tay bên em bất kể ngày đêm. Em yêu à mây hay là mình yêu nhau nà đi mà em ơi. Nắm tay dù chỉ một say đủ làm say anh cả đời. Con tim này đã hao gầy vì bao ngày mong chờ tim em. Tim yêu này vẫn còn thương này vẫn còn vương vào đôi mắt hiền. Oh 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 oh. Nắm tay dù chỉ một say đủ làm say. Say đủ làm say anh cả đời. Hôm qua mưa rơi em
tôi thầm thương cô gái bên sông. Nhà em gần đây làng bên cách mấy xóm nghèo. Ngày xưa thường qua nhà nhau ngày mưa tung tăng. Tình yêu trẻ con hồn nhiên ta không biết gì. Thời gian dần trôi thật nhanh thấm thoát vui đùa. Còn đâu ngày xưa bình yên giống trời tháng ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.